Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Trời ơi, làm mèo khổ quá trời quá đất luôn. Lúc thì bị người ta đuổi đánh, lúc thì bị gọi là thú dữ tấn công. Con lưu nó đuổi theo nó quýnh mình quá trời. Con lưu đáng ghét, lần sau tao biến thành người tao sẽ xử tội mày. Trời ơi, có ai giúp tôi trở thành người không? Tôi không muốn làm mèo đâu. No. Ủa xin mi. Ủa hả? Sao có con lưu đây nữa? Chạy. Con lưu chạy. Bông. Ủa trời đất ơi, ủa sao em làm gì em ở đây một mình vậy? Sao em đâu, Phong đâu, sao để em ở đây vậy? Hả? Ê, Simmy ơi, tôi không phải là Bông, tôi là Phong Cận nè, bà có nghe tôi nói không vậy? Trời, không ai nghe mình nói. Trời đất ơi, mặt em xanh xao quá trời luôn. Có khi nào em chưa ăn gì hết? Đúng rồi, chưa ăn gì hết, đúng rồi. Trời đất ơi, chị cái mặt xanh xao ốm ngắt này là biết là sao ăn chưa ăn gì hết trơn này. Cũng sụp kỳ ta sao, Phong đâu sẽ để bé ở đây. Thôi Bông, bây giờ em về nhà chị nha, để chị cho em ăn nha, chứ mặt em xanh xao quá. Ok, được, đói bụng quá, được. Đi theo chị nha. Đây, trời đất ơi, thương dễ sợ luôn, có một mèo sơ để đi lông nhông gì trời. May đây, quá. Đây, đi qua nhà chị nha. Cuối cùng cũng gặp được người tốt với bạn ơi, may quá. Rồi, bye, Bông đợi chút xíu nha, được không? Ok, trời ơi, đem đồ ăn cho tôi với. Ôi, may quá bạn ơi, cũng may là trong làng mình vẫn còn một người tốt bụng, đó chính là Simmy. Ông ơi, kiểu này là thế nào mình cũng chết đói cho mà coi. Đây, cho bánh ngọt nè với trà nè, đấy. Trời ơi, bánh bông lan và trà đào, trời ơi, cuối cùng cũng có bữa ăn ngon rồi mấy bạn ơi, mừng quá, cảm ơn Simmy. Rồi, thôi bây giờ em ngồi đây xíu nha, chị vô chị lấy điện thoại gọi cho Sam với gọi là Phong thử, không hiểu sao để gọi là bếp bông ở nhà mình nữa, à lộ ở ngoài chứ. Thôi, đợi chị xíu nha. Trời ơi, may quá bạn ơi, Simmy gọi điện cho Sammy rồi. Kiểu này là Sammy nghe tin là bé Bông bị bỏ rơi ngoài đây, thế nào Sammy cũng sẽ về nhà liền ngay lập tức. Vậy thì mình sẽ không lo, là bị biến thành mèo nữa. Mình chắc chắn rằng Sammy nhìn thấy mình, Sammy sẽ hiểu rằng mình chính là Phong Cận. Bởi vì Sammy là một người rất là hiểu mình, cho nên là dù mình đang ở trong thân xác của bé Bông thì chắc chắn Sammy vẫn sẽ biết mình chính là Phong Cận. Kỳ này chỉ có mỗi mình Sam mới có thể giúp được mình thôi. May quá. Hy vọng là Simmy gọi điện cho Sammy là Sammy sẽ về nhà liền. Thôi ngồi đây đợi tiếp vậy. Bông ơi, trời ơi, chị mưa vừa gọi cho Sam xong nè Bông. Ủa? Bông ơi, Bông. Chà, tính là mới ngồi đây đi đâu mất tiêu rồi. Chắc là bé Bông về nhà rồi các bạn ơi. Thiệt tình á. Mình mong bé Bông sẽ vật ăn no đầy đủ các bạn ơi. Lại nhìn mặt xanh xao lo quá trời của đất luôn á. Nhanh lên trời ơi! Nhanh lên trời ơi, Việt Nam gây xình bôi! Lên luôn! Việt Nam gây xình bôi! Dừng thắng lại! Anh trai thấy gì không? Em trai cũng thấy cái điều anh đang thấy đúng không em trai? Đúng rồi đó anh trai! Ở đằng kia có một con mèo kìa! Em trai! Mình sắp vào rồi! Đúng rồi, mình sắp vào rồi. Con mèo này có vẻ như là mèo rất là quý tiền luôn đó anh trai. Bây giờ mình mà bắt nó cái là hơi bị nhiều tiền luôn đó. Bắt nó đi anh trai. Anh em mình nhậu bắt nó. Chơi đó. Nhảy đi anh trai. Anh trai. Đi từ từ thôi. Bây giờ anh đếm 1, 2, 3 là anh em mình lao vô nha. Được luôn anh ơi, úp sọt đó. Từ từ thôi, đợi 1, 2, 3, vô. Thả tôi ra, hai cái người kia, thả tôi ra, tôi không phải là mèo đâu, tôi là con người đó. Hai người bắt cóc tôi là hai người gọi là phạm pháp đó, thả tôi ra. Trời hôm nay bắt được mèo, đã quá em trai ơi. Trời ơi, đúng rồi á, trời ơi, dình mãi mới bồi được cái con mèo này á, đúng quậy luôn á anh trai. Giờ làm gì với cái mèo bây giờ? Nhìn con mèo này mắt xanh nè, trời đảm bảo mèo hiếm luôn nè. Giờ mình nên bán hay mình nên mừng rồi đây? Em trời ơi, bây giờ tính ra con mèo đó, hôm qua là em nhìn thấy nó là em đã me là muốn ăn thịt nó rồi á. Nhưng mà nhìn cái con mèo này nó bé lắm. Anh không bo hay bây giờ mình mang bán nó đi anh trai. Ôi nhưng mà đem bán người tiếc lắm, ví dụ bây giờ mà mình bán được giá cao thì ok. Giờ đem ra mấy cái chợ đầu mối bán được giá thật à. Ơi, bây giờ mình qua mình nói với nó là mèo này là mèo Dubai, bán được giá lắm đó. Mèo Dubai á, sao anh biết mèo Dubai? Trời ơi anh nhìn nó kìa, con mèo này nó có mặc quần áo. Đó, mà quần áo thì là gì? Là mèo của người nhà giàu, mà người nhà giàu ở đâu? Ở Dubai. What the hell? Ủa mà là ngay vô tim là người nghèo mà. Nhưng mà người ta đâu biết mình bắt ở đâu đâu, mình cứ nói mèo Dubai được rồi, trời ơi mệt quá. Cũng đúng, ơi quay qua hỏi nó coi
Ủa nó có mèo mới nói không vậy? Ai biết đâu. Ờ mình trời thời luôn á, tôi chưa bao giờ tôi thấy hai ăn chậm nào ngu như hai ông này luôn á. Trời, nghĩ sao mà nghe được con mèo nói chuyện. Tính ra tôi nói chuyện nhưng mà mấy người này chỉ tàn nghe tôi kêu meo meo không à. Trời, tức quá, bây giờ không thể nào kêu cứu được, không ai cứu được tôi luôn á. Trời, bực quá à. Em thấy hả, nó kêu meo 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 kìa. Thì con mèo không kêu meo meo, chẳng nghe nó kêu gông gông gông. Ở bên trời nào ha. Hỏi mệt quá ha ông nội, im lặng tôi đi chứ đầu quá. Trời ơi, có ai không cứu tôi với? À, trời ơi, cứu tôi với. Có ai không làm ơn đến đây cứu tôi với? Sammy ơi, mọi người ơi. Trời ơi, đói bụng quá mấy bạn ơi. Bị nhốt ở đây lâu quá trời lâu rồi. Mà từ nãy giờ kêu cứu khang cả cổ họng luôn mà không có ai đến đây cứu tôi hết. Thiệt luôn á, chán ghê. Tự nhiên không biết thành con mèo chi mà không biết về con bóng đang ở đâu ta. Trời ơi, bông ơi là bông. Ủa? Hình như tôi mới nghe tiếng mèo kêu đúng không ta? Hình như là tiếng của con bông. Ủa bông ơi, em đang đâu vậy? Bông ơi. Ôi. À, thấy rồi kìa, thấy kìa, bông kìa, bông kìa. Bông. Trời ơi, may quá có bông ở đây. Trời ơi. Trời ơi, nhìn bông biến thành mình rồi. Trời ơi trời. Ơi bông, anh nói bông nghe nè. Bây giờ bông biến thành anh rồi đó. Bây giờ anh chỉ bông nè. Bông chạy về làng, bông kêu mọi người trong làng đến đây cứu anh nha. Nha nha bông. Ủa mà khoan, cũng không được. Tính ra là bây giờ á, bé bông mặc dù là hoán đổi thân xác với mình là bé bông giờ trở thành phong cận rồi, nhưng mà bé bông đâu có nói chuyện được. Bé bông cứ meo 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 không, làm sao mà ai hiểu được. Vậy làm sao đây ta? Có cách nào cứu được mình hay không đây? Bông ơi, bông, anh nói bông nghe nè. Bây giờ là anh bị mấy cái tên kẻ xấu này bắt rồi. Một tí nữa bọn chúng sẽ đem anh gọi là đi bán qua nước ngoài luôn á. Trời, hoặc là bán vô trong mấy cái tiệm thịt mèo á. Cho nên là anh sợ lắm bông ơi. Bông làm ơn tìm cách nào đó cứu anh với, chứ anh không muốn bị làm thịt đâu bông ơi. Anh hứa là từ nay anh sẽ thương bông, anh sẽ gọi là nấu đồ ăn cho bông ăn hàng ngày, anh sẽ không gọi là không gì ta, không bỏ rơi bông nữa. Làm ơn cứu anh với bông ơi. Đập không có được đâu. Đập không có được đâu. Cái lồng này nó bằng sắt mà làm sao đập được. Bây giờ bông mau đi tìm cách cứu anh đi. Đi nhanh lên. Không thôi mấy tên này phát hiện giờ. Đi. Tìm cách nào giúp anh với, nhanh lên nha. Đi. Cẩn thận nha. Trời ơi bạn ơi, không biết là con bông này nó có biết cách cứu mình hay không đây, chứ nó chỉ là con mèo thôi, nó không, nó nói chuyện đâu được đâu, đâu có ai hiểu đâu. Nhưng mà hy vọng là nó sẽ giúp được mình. Trời ơi, tôi không muốn bị bán vô tìm thịt mèo đâu. Hai người kia làm ơn thả tôi ra đi mà. Không cho tôi ăn cũng được, nhưng mà ít nhất phải cho tôi đi toilet chứ. Mắc toilet quá, làm ơn thả tôi ra đi. Trời ơi, em cay với con mèo này, sáng giờ nó kêu gào gào quá. Em làm bịt miệng nó giùm anh đi. Trời ơi, nó kêu mà muốn điếc cái lỗ tai luôn. Trời, anh để em uống mấy con mèo này là nghèo em ơi. Trời ơi, người ta mắc toilet mà. Xin lỗi, đừng quýnh tôi không la nữa. Ôi, trời ơi, mấy người này ác quá. Cầm cái khúc gỗ to đùng lưng đập vô đầu mình cái chắc mình chết luôn á. Nè nha, quýnh tôi mà tôi bị cái gì là không xong với Sammy nha. Sammy đánh hai người luôn á. Ấy à, đau quá. Ôi trời, đau quá bạn ơi. Thôi, mình phải chấp nhận sự thật thôi mấy bạn ạ. Có lẽ đây chính là số phận của mình rồi. Bé bông thì làm sao mà có thể cứu được mình chứ. Mặc dù là nó biến thành người rồi, nhưng nó đâu biết nói chuyện đâu. Làm sao nó cầu cứu, làm sao nó báo công an được. Bây giờ mình xác định là mình bị một là bị mang vô trong quán thịt mèo, hai là mình sẽ bị bán qua bên nước ngoài bạn ơi. Mấy cái tên trộm mèo này ác độc thì chứ, bắt mèo của người ta xong đem đi bán. Trời ơi trời. Chắc là mình sẽ vĩnh viễn trong thân xác là một con mèo rồi. Mình sẽ không được giải cứu đâu. Trời ơi, tôi nhớ Sam quá. Ủa, hình như mình mới vừa nghe tiếng của bé bông thì phải. Vậy là bé bông đến cứu mình rồi bạn ơi. Bông ơi, bông. Ủa, bé bông kìa bạn ơi. Ủa mà khoan, bé bông đang đứng chung với ai vậy? Ủa, gì đây?
cái gì mà có voi cọp sư tử rồi, cái gì mà rắn rồi chim đại bàng gấu rồi kiểu ngựa vằn nữa, cho cái gì mà nhiều động vật vậy. Trời ơi bạn ơi, như vậy là bé Bông, gọi là ngày xưa bé Bông có kết bạn với những con vật này, cho nên là bây giờ bé Bông kêu mấy con vật này đến giải cứu mình. Trời ơi, không ngờ bé Bông chỉ là con mèo thôi mà bé Bông quen với sư tử, cọp, beo rồi gọi là voi luôn bạn ơi, ghê thiệt chứ. Bông ơi, anh bên đây nè, qua cứu anh với Bông ơi. Ủa cái tiếng gì nó ồn ào vậy em trai? Ủa cái tiếng có gì kêu dữ vậy trời? Ủa Ôi em trai. Ủa tại sao vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Voi là cọp về xong rồi thì tê giác một sừng bò gì hiu hiu hổ gì ồn nhiều dữ vậy? Ủa thằng nhóc này là tháo đi tùm lum với húi vật kỳ. Ôi là có gì nói là cậu bé rừng xanh không anh trai? Trời ơi, cậu bé rừng xanh gì mà trông kỳ quặc dữ vậy? Ủa trai ơi, bây giờ nó chắc nguyên một bầy thú vậy rồi, giờ mình làm sao trời? Ôi, có khi nào nó đi tới nó cứu con mèo này không? Hả? Nó cứu con mèo này hả? Chết rồi, tớ bây giờ mình ở hai bên đâu chúng nó cùng một bò sao giờ là sao? Giờ làm sao vậy? Ê, nó tới, chạy ơi trời, phải nhảy xuống thôi chứ giờ sao đứng đây còn mấy con động vật nó hút mình chứ. Nhảy xuống đi mày. Ôi trời, nó tới rồi. Trời ơi hay quá Bông ơi, không ngờ Bông lại kết bạn với nhiều bạn bè đó như vậy. Nào là voi cọp sư tử kiểu sống đầu mấy con này đến đuổi hai thằng trộm đi hết trơn luôn rồi. Trời ơi hay quá Bông ơi. Trời ơi, lại cứu anh với Bông, cứu anh với. Trời ơi, cứu anh. Ê, rồi, ôi trời ơi, cảm ơn nha, thoát rồi, trời ơi, mừng quá bạn ơi. Ủa mà khoan, cái gì mà ghê vậy, cái gì đâu mà bé Bông có kết bạn với cái gì đây, cái này là con gì đây, con bò tót đúng không? Thì có con cọp nữa nè, rồi chim đại bàng, rồi ngựa vằn các kiểu nữa. Trời ơi, ủa Bông, em làm cách nào mà em kết bạn được với mấy người này hay quá vậy, hả? À, hóa ra như vậy. Ui trời ơi bạn ơi, thì ra như vậy nha. Mình nghe được bé Bông bảo như thế này nè, là bởi vì á mấy con vật này là mấy con động vật hoang dã, cho nên á là bọn nó gọi là đi kiếm đồ ăn rất là khó luôn. Mà bé Bông thì rất là tốt bụng, ngày nào bé Bông cũng lấy đồ ăn của bé Bông á đem ra chia cho mấy con này ăn chung. Trời ơi, bởi vậy cho nên là bây giờ bọn nó kết bạn chung với bé Bông luôn rồi. Mà may ghê luôn á, là mặc dù là bé Bông đã hoán đổi thân xác với mình, bé Bông đã biến thành phong cận rồi, nhưng mà những con vật này vẫn có thể nhận ra đó chính là bé Bông. Ôi trời ơi, mừng ghê luôn trời. Ôi trời ơi, may mà có Bông không thôi là anh sẽ bị hai ăn trộm bán ở bên Trung Quốc luôn trời. Nhưng mà ghê nha, không ngờ là Bông kết bạn với cả sư tử voi đổ kiểu đồ luôn. Nhưng mà lần sau nhớ là kết bạn thì kết bạn, nhưng mà đừng có dẫn mấy bạn này về nhà nha Bông. Mấy bạn này mà về nhà là phá banh cái nhà anh luôn á Bông ơi, nha. Ok rồi, mừng quá. Thôi rồi, bây giờ bọn mình về nhà thôi Bông ơi, anh không muốn ở lại chỗ này ở đâu, chỗ này nguy hiểm quá. Thôi về. Trời ơi mừng quá, được cứu rồi. Thôi trời ơi mừng quá bạn ơi, cuối cùng cũng được về nhà rồi, mừng ơi là mừng luôn á trời. Thôi như vậy á là mình sẽ được gặp lại Sammy rồi, mình cứ tưởng là mình sẽ không bao giờ gặp lại Sammy chứ. Thôi về nhanh Bông ơi, về thôi. Về nhà thôi. Ơi, chuyện gì vừa xảy ra nữa vậy trời? Đau đầu quá. Ủa khoan từ từ. Ui, trời ơi, mấy bạn ơi, mình đã quay trở lại thành phong cận bình thường rồi nè. Ui, trời ơi mừng quá. Trời ơi. Vừa rồi hình như là sấm sét mới vừa đánh chúng mình, cái giờ cái mình với bé Bông trở lại bình thường rồi hay sao trời? Ui, mình trở lại không thành phong cận bình thường rồi. Ơi, Bông ơi, Bông. Bông ơi, em có sao không Bông? Tỉnh dậy Bông ơi, tỉnh dậy. Trời ơi, mừng quá Bông ơi, anh với Bông được trở lại bình thường rồi. Trời ơi, mừng quá bạn ơi. Ôi, khoan, từ từ, bây giờ vẫn còn đang trời mưa. Chạy vô nhà nhanh lên Bông ơi, không thôi tí nữa trời mưa sấm sét đánh thêm lần nữa là anh với em bị hoán đổi tiếp á. Chạy vô nhà. Trời ơi, mừng quá trời. Ôi, thôi dẫn mấy người bạn của em vô trong nhà đi, không thôi trời mưa tội nghiệp mấy bạn. Ok, từ, để đập cái cửa ra. Nè mấy bạn ơi, mấy bạn chui đây nè mấy bạn. Ok, từ để mình đập cái cửa ra cho mấy cái bạn này chui vô trong chung mấy bạn ơi. Không thôi là trời mưa tội nghiệp mấy cái bạn này. Ok, đập ra. Rồi đi vô các bạn, vô đi. Ok. Ôi, trời ơi mừng quá bạn ơi, cuối cùng á thì mình cũng đã được giải thoát, gọi là trốn thoát khỏi những cái tên bắt cóc gọi là động vật, và mình còn gọi là sao đó, mình còn được trở lại thành người bình thường nữa, mình không bị biến thành mèo nữa bạn ơi, mừng ghê luôn á trời. Thôi được rồi Bông ơi, anh nói Bông nghe nè,
Anh hứa từ nay là anh sẽ thương yêu Bông, anh hứa là anh sẽ thương yêu Cam luôn. Anh sẽ không gọi là bỏ rơi hai đứa nữa, sẽ không ham chơi mà để bỏ đói hai đứa nữa. Anh cảm thấy gọi là có lỗi quá, nhờ có Bông mà anh mới được cứu. Thôi được rồi, những người bạn của em á, cứ kêu mấy người bạn của em lâu lâu cứ tới đây, anh sẽ mua đồ ăn đãi mấy người bạn của em ăn luôn nha. Ok nha, trời ơi mừng quá bạn ơi. Hey, ok bạn ơi, như vậy là mình đã có thể trở thành người bình thường rồi. Mấy bạn thấy gọi là câu chuyện này của mình có vui không nào? Chứ mình thấy là cái câu chuyện đáng sợ quá. Mình bị bắt tùm lum la thứ rồi bị biến thành mèo nữa. Hey, ok, nhưng mà nói chung là cũng đã trở thành người bình thường rồi, cho nên là khá là vui rồi. Và mấy bạn thấy video này như thế nào? Nếu như bạn thích video này, đừng quên hãy để cho Phong một like, share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy đăng ký họ cho tất cả thành viên của Hero Team nữa nha bạn nha. Và nếu những bạn nào mà yêu thích bé Bông thì đừng quên là hãy để cho video này được một like nha bạn nha. Bạn nào thích bé Bông thì nhớ nhấn like nha. Ok, hay mừng quá. Thôi rồi, bây giờ tôi phải đợi Sammy về, tôi kể cho Sammy nghe câu chuyện này mới được. Trời ơi, một câu chuyện hết sức ly kỳ. Phong Cận bị biến thành bé Bông, bé Bông bị biến thành Phong Cận. Ok.